Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một cái con LG V60. Thì cái con này nó phải nói là khá là xấu luôn. Và cái lắp lưng này cũng không phải là lưng zin theo máy các bác nhé. Thì như các bác nhìn này này, cái lắp lưng này có cái logo 5G, thì nó là cái lắp lưng của bản version các bác nhé. Tuy nhiên ý, thì con này nó là nhà mạng Shopbank của Nhật các bác nhé. Và độ mới thì em đánh giá tầm khoảng 95%. Được cái con này còn L1. À, áp suất thì đương nhiên không có rồi, giá là 2,2 củ các bác nhé. Và cũng nói luôn cho các bác là ngoại hình con này là phải nói là xấu, và cái màn hình của nó ấy, nó còn bị lưu ảnh một chút các bác nhé. Thì tí nữa em sẽ show cho bác luôn. Được cái là tất cả các linh kiện trong này thì đều là zin, cái đấy thì em sẽ khẳng định cho các bác biết chắc chắn là như vậy. Thì bác nào mà cần một con máy kiểu như là để cày game hoặc là để làm máy phụ hay là để chạy ship thì em nghĩ là con này là hợp lý, tại vì pin nó còn ngon và cấu hình con này cũng khá là ngon đấy, cam các thứ là ngon hết đấy. Thì em sẽ cho các bác xem cái ngoại hình luôn nhé các bác nhá. Thì trước tiên ấy là cái lắp lưng này, thì cái lắp lưng này thì nó cũng 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 không phải là đẹp, nhưng mà cũng không phải là xấu đâu, nó chỉ bẩn thôi, em chưa chưa lau hết thôi, nhưng mà nói chung là cứ coi là xấu cũng được. Và cái quan trọng là cái cụm camera này đây. Cái cụm camera này thì đương nhiên là nó cũng có xước các bác nhé, có xước, nhưng mà được cái là nó cũng không xước nhiều đâu, nó vẫn không không ảnh hưởng gì đến chất lượng camera máy đâu, cho nên không phải lo các nhé. Đấy. Thì em chưa có gắn keo cho nên em bỏ nó ra đây. Đấy, thì đây đây là cái cạnh dưới này các bác, cạnh dưới thì đương nhiên là xấu này, xấu nhá, thì em nói luôn là xấu nhá, em không mô tả nữa nhé các bác nhé. Nói chung là như hình là xấu. Đấy, xấu này, cạnh trái này đấy cũng sức từ lừa này. Đó. Đó. Quên, em còn chưa lắp sim. Các bác chờ em một chút nhé, để em lắp cái sim vào cho nó chắc ăn, để các bác biết được là sim nó không có vấn đề gì ấy các bác. Không, nếu anh em để bảo là không dùng được sim thì sao? Đấy. Thì đây, các bác thấy rồi đấy. Cái khe sim này, khe sim thì nó cũng cũng bị có bị gãy nha các bác nhé, có bị gãy này. Đó. Ok. Đấy, tiếp theo là cái cạnh trên này, cạnh trên thì xấu thôi, các bác nhìn thấy rồi này. Rồi. Cạnh này rồi sao nhỉ? Chả biết được thôi. Cạnh phải đây. Cạnh phải cũng xấu các bác nhé. Đấy, cũng sức từ lừa này. Đấy, nói chung là con này thì xấu, ngoại hình thì xấu. Và cái mặt trước đây. Mặt trước đây. Mặt trước thì em cũng lau chưa kỹ đâu, nhưng mà các bác thấy này, xấu nhá các bác nhá. Đấy, nó sức từ lừa này. Đấy, nó sức từ lừa, nhưng mà được cái là nó đây là màn hình zin các bác nhá, không là phải là màn hình ép kính hay là màn hình lô đâu. Tuy nhiên thì nó đã bị lưu ảnh rồi. Thì em cũng sẽ cho các bác thấy được cái lưu ảnh luôn. Đây. Thì các bác thấy không? Cái này nó bị lưu ảnh nhẹ nhẹ ở từ nó một cái đường dọc đây này. Đấy, mấy các bác nhìn rõ đây, từ từ đây này, dọc xuống đây và đi nó ám xuống đến đến cuối luôn các bác nhé. Đấy, nói chung là để ở cái nền trắng như thế này thì các bác mới thấy thôi, chứ còn cái việc các bác dùng bình thường thì nó vẫn không ảnh hưởng gì đâu. Đấy, nói chung là con này là có ám nhé các bác nhé. Đấy. Đấy, ở cái nền mờ mờ này. Đó. Đó, ok các bác nhé. Ok, wifi đây. Ngoại hình thì hết rồi các bác nhé. Thì em sẽ tuốt test luôn cái chức năng của nó luôn. Wifi này, wifi bình thường các bác nhé. SIM hình như là con này SIM là phải, tại vì nó là nhà mạng Nhật mà các bác lắp SIM thì phải khởi động lại máy thì nó mới nhận. Đó. Thì con này cũng lên Android 13 rồi nhé, có tiếng Việt bình thường, cho nên các bác dùng vẫn bình thường, không vấn đề gì cả. Đó. Trong lúc nó chờ lên thì đây. Đây là cái nội thất của nó thì em cũng chưa tháo ra đâu, nhưng mà các bác yên tâm, thì đây là cục pin các bác thấy luôn này, nó là cục pin zin này. Đó. Ok, để chờ lên xem nào. Ô, không thấy nhận sim các bạn. À đây là hơi lâu tí. Đây thì đây có sim bình thường nhé, có 4G đàng hoàng này các bác nhé. Em đang lắp cái sim Viettel nhé các bác nhé, nghe gọi đó luôn. Viettel để nạp tiền.
tiệm cận bình thường Để này. kiểm tra tài khoản, bấm phím 2. Ok các bác, đây, nó truyền về về 4G này, đấy, nó truyền luôn về 4G. Nói chung là con Nhật em thấy là sim sóng nó cũng không không phải là vấn đề gì các bạn, nó vẫn ngon phết. Đây, con này thì còn L1 đây các bác. Đó. Camera này. Đây. Đây là cái camera trước các bác yên tâm nhé, nó còn nét bình thường, không vấn đề gì. Sau này, đó. Nét bình thường, không vấn đề gì cả. Đó. Camera bình thường hết các bác nhé, vân tay cũng bình thường. Vân tay bình thường này, đây. Và đây là cái số CD của nó đây, đây. Đó, và em sẽ cắm luôn cái jack tai nghe test cho các bác yên tâm. Để bật DC bình thường các bác nhé. Đó, và nghe cái YouTube đàng hoàng cho nó xem nó có bị vấn đề gì không. Nha các bác. Nha. Xem YouTube bình thường các bác nhé. Nó không bị cà giật gì cả các bác nhé. Ok. Ok, trong này thì chả còn gì đâu. À, ngoài này chả còn gì để test thì em sẽ test luôn cái chức năng ẩn trong luôn. Đây các bác, tiệm cận ánh sáng bình thường này. Các phím bấm bình thường nhé. Rung này. Rung rất mạnh. Chuông này. Xoay ngang xoay dọc này. Bình thường hết nhé. Mic này. 4 mic này. Mic dưới ok này, không vang vọng này. Mic trên ok này. Mic không ok này. Mic đằng sau cũng ok. À, để test cái cảm ứng các bạn, để vì cái máy này thì xước nhưng mà được cái là cảm ứng thì nó vẫn bình thường, không vấn đề gì. Xước thôi. Đó. Ok. Cái màn hình thứ này em test rồi cho nên chả cần test nữa. Thì đấy, con này thì bảo đảm cho các bác là các chức năng bình thường các bác nhé, không vấn đề gì. Đấy, và em sẽ tháo hẳn ra để cho các bác biết được cái linh kiện bên trong nó như thế nào các bác nhé. Nó có chuẩn hay không ấy. Thì con này thì đúng là nó cũng hơi xấu cho nên là anh em nào mà làm máy kiểu là phục vụ cho công việc là chính, không quan trọng về hình thức thì mà lấy con này thôi. À, cũng nói luôn nhé là cục pin của con này nó là cục pin zin thôi nhé, và cái chân sạc ở trong này, cái chân sạc trong này là cái chân sạc zin mới tinh mà em mới thay cho nó luôn các bác nhé. Đấy, cho nên là cái sạc nó còn rất là ngon. Quên lúc nãy em chưa test đấy các bác, quên lúc nãy em không test thì các bạn yên tâm nhé. À, vừa rồi em quên em chưa test cái sạc, cái đấy quan trọng nhưng mà em chưa test thì đây các bạn yên tâm. Em sẽ tháo hẳn ra cho các bác yên tâm. Đây là cục pin nhé, yên tâm các bác nhé, đây là cục pin zin này. Đấy các bạn thấy không, cục pin nó cũng là cục pin của Nhật Bản luôn các bác nhé. Đấy, cái mã của Nhật Bản luôn, Electric Japan này. Đấy. Còn cục pin zin của cái hãng khác, à, của cái nhà mạng khác thì nó sẽ khác như này nhé các bác nhé. Đấy, đây em có cục pin New Zin các bác nhé. Đấy. Ok. Tạo luôn ngay ra luôn. Các bác chờ chút này, em cứ thể tháo hết ra cho các bác yên tâm về dùng cho nó không phải lo nghĩ các bạn. Đó, thì đây đây là cái main nhé, các bác yên tâm nhé, cái main này chưa hề sửa chữa gì đó, cho nên các bác không phải lo. Đây, bên này còn nguyên cái miếng keo tản nhiệt các bác nhé. Rồi thì đây cái main này cũng còn nguyên cái miếng đồng tản nhiệt này và nó còn phẳng đét, chưa hề có bị sửa chữa gì cả các bác nhé. Và đây nữa là đây các bác có thể hoàn toàn thấy là cái chân sạc này nó là cái chân sạc New Zin, chân sạc nguyên em thay nguyên cả bo này mà,
nó là còn nó phải nói là gần như mới tinh các bác, cho nên các bác yên tâm nhé. Và chân sạc nó hoàn toàn chưa hề có lỗi gì cả, cho nên các bác dùng yên tâm. Và chắc chắn một điều là nó sẽ được lâu dài đấy. Rồi ok, thì cái này con này thì nó cũng chả có cái gì mà phải phải phải, phải xem xét nhiều đâu, tại vì thứ nhất là ngoại hình thì nó chả đẹp mấy. Em chỉ có dám bảo đảm là tất cả các linh kiện trong này đều đều là zin hết các bác nhé. Đấy, ok. À, bác nào cần thì liên lạc em ở số góc màn hình này các bác nhé. Ok, chào các bác.